tham gia họp báo VN Express Marathon Hạ Long ngày 7 tháng 9, ông Nguyễn Thành Đạt, giám đốc truyền thông Herbalife Việt Nam đối tác dinh dưỡng giải đấu, cho rằng giải VN Express Marathon có nhiều tiềm năng để cho ra lò những vận động viên thành tích cao, đủ khả năng cạnh tranh ở khu vực. Nhận định của ông Đạt đến từ việc ông chứng kiến VN Express Marathon liên tục cải tiến qua từng giải để nâng cao tính chuyên môn và khả năng cạnh tranh. Sau nhiều lần đồng hành cùng VN Express Marathon, ông thấy giải đã xây dựng được chuỗi hoạt động có mức độ chuyên nghiệp cao. Vận động viên hầu như đều được chạy trên những cung đường rộng, đẹp, đảm bảo an ninh với đội ngũ gần 1.000 tình nguyện viên phục vụ. Các trạm hỗ trợ là một điểm cộng khi các giải gần đây có số lượng trạm nước, y tế, nhà vệ sinh lớn. Tại VM Hạ Long 2023, vận động viên 42 km có hơn 20 trạm tiếp nước dọc đường đua. Đường đua đẹp, an toàn, nhiều hỗ trợ là ưu điểm đầu tiên giúp vận động viên thoải mái thi đấu. Cũng nhờ đó mà giải thu hút mọi đối tượng từ vận động viên thành tích cao đến những người chạy để sống vui, sống khỏe, ông Đạt nói. Năm 2023, VN Express Marathon bắt đầu thu hút nhiều chân chạy thành tích tốt từ nước ngoài. VM Ho Chi Minh City Midnight, Quy Nhơn và Nha Trang đều có nhà vô địch là người châu Phi. Theo ông Đạt, do làm tốt công tác đường chạy, đảm bảo về cơ sở hạ tầng nên VN Express Marathon có sức hút hơn với các chân chạy nước ngoài. Sự xuất hiện của lứa vận động viên từ Kenya, Ethiopia giúp tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn nhưng là dịp để các runner hàng đầu Việt Nam nỗ lực cải thiện thành tích. VN Express Marathon Amazing Hạ Long ngày 10 tháng 9, ban tổ chức không phân chia hệ tuyển và phong trào. Giải thưởng sẽ dành cho top 5 vận động viên chung cuộc. Theo ông Đạt,